ngày mà tôi nhập ngũ, tôi vui sướng vô cùng, tự hào tiếp bước cha anh với nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc non sông. Bổn phận là trai đất Việt, giữ gìn một dải sơn hà luôn tươi đẹp mãi mãi, hát đều bài ca quân hành, đời lính bao niềm vui. Dù rằng trong đời lính tuy gian khổ đau sờn, dàn dày nắng cháy mưa xa, áo thắm ướt bao mồ hôi, nụ cười người lính tân binh rạng ngời và trông rất hiền. Đúng là anh bộ đội luôn thật thà vui tánh, xứng là con của người, nào cùng nhập ngũ bạn ơi. Ca vang lên bài ca của người lính, bao tháng thao trường học tập rèn luyện hăng say, hãy hát lên đi xứng danh người lính cụ Hồ, hãy hát lên đi chiến sĩ là chúng tôi. Chiến sĩ là chúng tôi, tình nào hơn tình lính, chúng tôi chiến sĩ anh tài, ngọt ngào hai tiếng quê hương, thắm tình đồng đội anh em, một lòng sát cánh bên nhau, đâu cần là tôi có mặt dưới màu cờ đỏ sao vàng, chung can và quyết chí, nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Ngày mà tôi nhập ngũ, tôi vui sướng vô cùng, tự hào tiếp bước cha anh với nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ tổ quốc non sông. Bổn phận là trai đất Việt, giữ gìn một dải sơn hà luôn tươi đẹp mãi mãi, hát đều bài ca quân hành, đời lính bao niềm vui. Dù rằng trong đời lính tuy gian khổ đau sờn, dàn dày nắng cháy mưa xa, áo thắm ướt bao mồ hôi, nụ cười người lính tân binh rạng ngời và trông rất hiền. Đúng là anh bộ đội luôn thật thà vui tánh, xứng là con của người, nào cùng nhập ngũ bạn ơi. Ca vang lên bài ca của người lính, bao tháng thao trường học tập rèn luyện hăng say, hãy hát lên đi xứng danh người lính cụ Hồ, hãy hát lên đi chiến sĩ là chúng tôi. Chiến sĩ là chúng tôi, tình nào hơn tình lính, chúng tôi chiến sĩ anh tài, ngọt ngào hai tiếng quê hương, thắm tình đồng đội anh em, một lòng sát cánh bên nhau, đâu cần là tôi có mặt dưới màu cờ đỏ sao vàng, chung can và quyết chí, nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Nước nhà được luôn yên bình, đời lính chỉ thế là vui. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Thường trực Thị ủy, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, 20 tháng 2 năm 1947, 20 tháng 2 năm 2022. Lời Bác vọng mãi ngàn năm. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 8 tháng 2, Thường trực Thị ủy, Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến về tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. Các đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đồng chí Trương Bá Duyên, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã đồng chủ trì hội nghị.
Dự hội nghị có đồng chí Bùi Tuấn Tự, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, lãnh đạo các ngành đoàn thể thị xã, các cơ quan đơn vị đứng chân trên địa bàn thị xã. Tại hội nghị, đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đã báo cáo tình hình trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và công tác phòng chống bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã. Đồng chí Nguyễn Văn Thiệp, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, triển khai các quy định hướng dẫn công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ban Thường vụ Thị ủy Nghi Sơn, Ủy ban Nhân dân thị xã đã ban hành nhiều chỉ thị, công văn, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và tổ chức các hoạt động tuyên truyền văn hóa, nghệ thuật, mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, công tác chăm lo Tết cho nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, kết quả huy động các nguồn lực xã hội hóa để thăm hỏi các gia đình chính sách. Bên cạnh đó, tình hình khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết được thị xã quan tâm thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được đảm bảo. Bên cạnh đó, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã cũng đã chỉ đạo tập trung gieo cấy lúa trà xuân sớm 700 hectare trên 4.500 hectare ở các xã ven sông Yên và sông Kinh Than. Hiện tại, trà lúa xuân sớm đang phát triển tốt. Lúa xuân muộn với diện tích 3.800 hectare đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để gieo cấy từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 10 tháng 2 năm 2022. Đối với diện tích cây màu, tập trung làm đất và chuẩn bị vật tư tranh thủ thời tiết nắng ấm, gieo trồng lạc và các cây màu vụ xuân khác theo đúng lịch thời vụ. Chỉ đạo công tác phòng chống rét và phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tiêm vaccine viêm da nổi cục trên đàn châu bò năm 2022. Kiểm soát giết mổ động vật, vệ sinh an toàn thú y và vận chuyển động vật, sản phẩm động vật dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đối với công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị xã đã ban hành nhiều công văn, công điện, chỉ đạo điều hành công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã. Từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022, số ca dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trên địa bàn thị xã là 2.202 trường hợp. Trong đó, từ ngày 1 tháng 2 đến ngày 7 tháng 2 năm 2022, số ca dương tính với SARS-CoV-2 phát hiện trên địa bàn thị xã là 624 trường hợp. Trong đó, 1.437 trường hợp dương tính lây nhiễm trong cộng đồng, khỏi ra viện 1.338 người, đang điều trị 832 người, điều trị tại nhà là 160 người tại các xã phường, chuyển viện lên điều trị tại tỉnh tầng 2 là 32 bệnh nhân. Tính đến nay, thị xã đã triển khai được 22 đợt chiến dịch tiêm vaccine COVID-19, với tổng số lượt người đã tiêm 360.699 lượt. Thị xã đang kích hoạt một khu cách ly tập trung của thị xã tại khách sạn Thanh Gòi với 200 phòng, cách ly được 450 người. Số cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19, cơ sở điều trị bệnh nhân tầng 1 là 3 cơ sở tại trường mầm non Hải Nhân, trạm y tế Hải Hòa, khách sạn Hưng Sơn là 420 giường bệnh. Thảo luận tại hội nghị, lãnh đạo các xã phường đề nghị thị xã quan tâm hỗ trợ việc thực hiện test nhanh kháng nguyên tầm soát tại các khu vực có nguy cơ cao để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Khi có kết quả các trường hợp F0 tại các công ty doanh nghiệp, cần thông báo đến các địa phương để triển khai các biện pháp truy vết kịp thời. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, đề nghị các cơ quan, đơn vị, các xã phường cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, chúng ta tính là những cái ngày của tháng 2 và hết cái quý 1 này. Đấy thì về cái kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, đề nghị cấp ủy, chính quyền, các phòng ban, cơ quan, đơn vị, các đồng chí tiếp tục tập trung cao độ việc triển khai nhiệm vụ của kế hoạch, thực hiện cái nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. Đấy mà đối với lại các cái lĩnh vực ấy, đối với sản xuất kinh doanh, nhất là nông nghiệp, đề nghị các xã phường, các đồng chí hết sức lưu ý. Nông nghiệp của chúng ta là cơ cấu cho phát triển xuất thì thấp đấy, nhưng mà nó mang cái ý nghĩa hết sức quan trọng. Chúng ta đã trao đổi, chúng ta nói với nhau nhiều lần rồi, người dân của chúng ta sống và làm việc trong khu vực nông nghiệp nông thôn đang rất là lớn đấy, cho nên chúng ta không thể để nông nghiệp thất phát.
đề nghị là các đồng chí tiếp tục chỉ đạo cái công tác cái gieo cấy các cây trồng đảm bảo đúng khung thời vụ. Cái thứ hai nữa là phải quan tâm công tác tiêm phòng và phòng chống dịch bệnh cho gia súc gia cầm. Về lĩnh vực văn hóa xã hội đấy, thì do tình hình dịch phức tạp như thế, đề nghị các xã phường, các cơ quan đơn vị, các đồng chí quan tâm chỉ đạo cái việc thực hiện cái lễ hội và các cái sự kiện tập trung đông người đấy, và hoạt động của các cái trường học như đề nghị các đồng chí chúng ta thực hiện hoạt động của trường học đúng quy định. Bây giờ cũng không được tùy tiện để thích là cho nghỉ nữa, nghỉ nó không quy định để về quốc phòng an ninh. Thì đề nghị các cái cấp ủy chính quyền chúng ta chuẩn bị tốt cái lễ giao quân năm 2022, và chúng ta phải đảm bảo cái an ninh trật tự những ngày sau Tết. Và trọng tâm của chúng ta báo cáo tuyệt đối với công tác phòng chống dịch. Cái thứ nhất là chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu quán triệt triển khai thực hiện các chỉ đạo quy định của Trung ương, của tỉnh, của thị xã về phòng chống dịch. Cái thứ hai nữa là báo cáo chí là phải thành lập cái tổ thẩm định các cái điều kiện để đảm bảo cách ly bệnh nhân ở nhà. Cái tổ thẩm định này đô na là báo cáo chứ là trên cái nền cơ bản là cái tổ giám sát cộng đồng của chúng ta. Cái tổ thẩm định này là một xã phường, các đồng chí phải thành lập nó nhiều tổ, chứ một tổ thì không thể mà đi từ thôn nọ thôn kia đi hết được. Về xét nghiệm, cái xét nghiệm ở đây báo cáo trên mục đích của chúng ta bây giờ để cái đạt mục đích cuối cùng là chúng ta bóc tách được F0 ra khỏi cộng đồng để tránh bị nhiễm sâu, tránh bị lan rộng. Đây thì trước chúng ta cũng trao đổi rồi, xét nghiệm nó có hai phần, xét nghiệm để phòng dịch. Phòng dịch trong này sẽ có tầm soát đấy, rồi xét nghiệm những người có triệu chứng, những người tự nguyện xét nghiệm để mà đầy đủ thủ tục pháp lý để thuận tiện cho đi lại, cho làm việc. Thì đấy là phòng dịch. Và một số các cái tầm soát theo cái nguy cơ cao theo chỉ định của cơ quan chuyên môn. Đấy, và thứ hai là chúng ta xét nghiệm để chống dịch. Báo cáo chỉ xét nghiệm để chống dịch. Bây giờ chúng ta chỉ test F1 thôi. Đây là một số các cái điểm phòng dịch cần thiết. Đây là ban chỉ đạo xã, các đồng chí phải huy động theo phương châm 4 tại chỗ. Nhân dân đóng góp để chúng ta test cho những cái người có điều kiện khó khăn. Đấy, phụ huynh cũng phải đóng góp cùng. Đấy, để mà test cho con em mình. Các đồng chí bây giờ nguồn lực là nhà nước không thể lo được mãi. Nhà nước và nhân dân cùng làm. Thế thì còn đối với lại doanh nghiệp ấy, mà nhất là cái doanh nghiệp lớn, thì trước mắt, trong thời gian trước mắt, thì đề nghị với lại với các doanh nghiệp, các đồng chí tạo điều kiện hỗ trợ công nhân để test tổng phát tại cái trạm y tế, đảm bảo thuận lợi cho việc cách ly điều trị. Đối với lại cái cách ly điều trị ấy, thì nhất là tại nhà. Tại nhà thì hiện nay là các cái văn bản của tỉnh cũng vậy, thị xã cũng vậy, đề đấy là không triệu chứng như là coi như bình thường. Thế nhưng mà thực tế báo cáo chỉ thì các đồng chí chuyên môn cũng nói rồi, thế chúng ta cũng phải có thể nhẹ đấy, chứ không triệu chứng mà không gì cả thì nó cũng không phải, thì không thể có đến 90-95% mà không triệu chứng được. Đây và các đồng chí biết là điều trị tại nhà ấy, nhằm ba mục đích chính. Thì trước hết là cái thuận lợi để cho người dân ở nhà được chăm sóc tốt hơn, ăn uống tốt hơn, điều kiện tốt hơn, thì sức khỏe tốt hơn và nhanh khỏi bệnh. Đây và cái việc mà triển khai cái thực hiện các cái bước điều trị tại nhà, báo cáo đồng chí là phải đúng quy định. Đấy, chúng ta không thể làm khác được, phải chặt chẽ và đúng quy định. Đấy thì trong cái tài liệu thì có cả rồi. Đấy như là sau 30 phút mà chúng ta xác định test ra F0,
Vì sao là vì vết ra F1 được sang F0 ấy. Thì các cái chúng ta phải xác định được điều kiện để xem cái bệnh nhân đấy có được điều trị ở nhà hay không. Thế thì tất cả phải vào cuộc, y tế cũng phải vào cuộc để xác định xem bệnh nền ấy có cái hay không. Chứ còn các bác một cái tổ thẩm định ấy, đấy, người ta chỉ những cái mà nó trực quan là chính thôi. Đấy, chứ còn gốc bệnh tật dịch tễ mọi cái thứ làm về chuyên môn y tế đấy, rồi cái tổ thẩm định phải đến nhà để kiểm tra. Bây giờ cũng chuẩn bị sẵn sàng các phương án để đảm bảo các cái điều kiện để phục vụ với việc cách ly điều trị ở nhà, hậu cần đấy, rồi đảm bảo cái an ninh trật tự mọi cái giãn biển. Thì của các đồng chí là chúng ta phải làm đúng cái quy định, đấy là cách ly ở nhà. Đấy, còn cách ly tại cơ sở y tế đối với các trường hợp theo quy định có rồi, các cái trường hợp tầng 2 triệu chứng, nhưng triệu chứng nó nặng đấy, hoặc là các cái người bệnh mà không đủ điều kiện để cách ly ở nhà, điều kiện cơ sở vật chất đấy, là có bệnh nền có mọi cái thì chúng ta chuyển tuyến mọi cái cho đúng. Đây là cái mục đích cuối cùng của khâu cách ly, làm sao đấy một cái để thuận lợi cho nhân dân, nhưng mà phải đảm bảo cái sức khỏe tính mạng của người dân là trước hết, trên hết. Và cùng với đó đồng thời là phải kết hợp hài hòa để đảm bảo cái năng lực y tế của thị xã. Đấy, nên đề nghị các xã phường, các đồng chí chúng ta không nên máy móc quá. Đấy, chúng ta theo cái cam kết của người dân, và cũng có trường hợp là nếu mà chúng ta cảm thấy đủ điều kiện thì chúng ta cũng vận động nhân dân để mà cách ly điều trị ở nhà. Còn đối với tiêm vaccine thì đề nghị các đồng chí trung tâm y tế nòng cốt trong cái tiêm vaccine này. Thế bây giờ dân ta tiến tới cũng được tiêm cả thôi, và theo chỉ đạo tức là phấn đấu trong quý 1 này là phải tiêm mũi tăng cường đấy gọn em. Đây và cũng rất hy vọng đấy, đến hết tháng 2, giữa tháng 3 này, chúng ta tiêm chủng đầy đủ đi. Đồng chí Trịnh Xuân Phú, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thị xã, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã, giao trung tâm y tế thị xã chủ trì phối hợp với bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu về chuyên môn trong phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân thị xã chuẩn bị phương án dự phòng thêm một khu cách ly điều trị với 300 giường trở lên, đồng thời bổ sung các vật tư, sinh phẩm cho công tác phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, nội dung những bài nói chuyện của Bác 75 năm trước ở Thanh Hóa không chỉ có ý nghĩa đối với Thanh Hóa mà còn rất cần thiết đối với cán bộ, đảng viên cả nước, vẹn nguyên giá trị, mãi mãi trường tồn, soi sáng nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn đảng hiện nay. Cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy. Mùng 1 Tết Đinh Hợi, cách đây 75 năm, ngày 22 tháng 1 năm 1947, Bác Hồ dậy sớm và làm việc như thường lệ. Tháng riêng tháng 2 năm 1947, đối với người và cả dân tộc vô cùng bận rộn, chúng ta đã giữ được thủ đô yêu dấu hơn một năm, đó là một thắng lợi, nhưng trong tương quan so sánh lực lượng ta địch, với tầm nhìn xa trông rộng, Bác Hồ tính toán cẩn thận, kỹ càng, việc phá hoại để kháng chiến và vấn đề tàn cư, tăng gia sản xuất, rộng hơn là các vấn đề chính trị, quân sự, giáo dục và rút các lực lượng chiến đấu ở trung tâm Hà Nội ra khỏi thành phố để bảo toàn chủ lực kháng chiến lâu dài. Ngày 14 tháng 2 năm 1947, Bác thảo điện mật gửi Thanh Hóa về chủ trương vào Thanh Kinh Lý. Bức điện nêu 5 điểm, lưu ý đồng chí Đặng Việt Châu, lúc đó là đặc phái viên Bộ Nội vụ, tại Thanh Hóa, chuẩn bị báo cáo các việc, chuẩn bị chỗ khai hội xa thành phố và giữ bí mật. Đoàn đi đêm chuẩn bị địa điểm đón. Đáng chú ý điểm 3 nói, về các thành phần dự meeting, mời các ủy ban tản cư, tăng gia, các điền chủ, đại thương gia, nhà giàu, những người danh vọng, các lãnh tụ dân tộc thiểu số, các cán bộ hành chính và mặt trận các huyện, đại biểu quốc dân liên hiệp, đại biểu công giáo. Bác vào Thanh Hóa đầu năm 1947, không phải chuyến đi thăm bình thường, mà chứa đựng một tầm nhìn chiến lược, không chỉ trong kháng chiến,
mà còn xa hơn, truyền tải một thông điệp cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân về các mặt quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa. Vì vậy, người chuẩn bị kỹ càng. Sau khi gửi điện mật, người làm việc với Lê Đức Thọ, Võ Nguyên Giáp, Lê Văn Hiến, Hoàng Hữu Nam để thông báo về chuyến đi và bàn giải quyết một số vấn đề về quốc phòng, nội vụ. Ngày 19 tháng 2, Bác rời núi Thầy, Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội, lên đường vào Thanh Hóa theo tuyến Sơn Tây, Hòa Bình, cùng đi với người có Nguyễn Đăng Cao, sau này gọi là Hoàng Hữu Kháng. Chiều tối đến Hòa Bình, người ngủ lại ở đồn điền Chi Nê. Khoảng 2 đến 3 giờ sáng ngày 20 tháng 2, Bác từ Chi Nê đi tiếp vào Thanh Hóa, khoảng 7-8 giờ sáng đến nơi. Sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh, Bác gặp gỡ và có bài nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa. Bài nói khoảng 700 đến 750 chữ, tập trung vào vấn đề cán bộ. Trả lời câu hỏi cán bộ là gì? Thực chất, Bác muốn nói tới vai trò, vị trí vô cùng quan trọng của cán bộ. Cán bộ như cái dây chuyền của bộ máy. Nếu dây chuyền không tốt, không chạy, thì động cơ dù tốt, dù chạy toàn bộ, máy cũng tê liệt. Cán bộ có nhiệm vụ đem chính sách của Đảng và Chính phủ thi hành cho nhân dân. Nếu cán bộ dở thì chính sách hay cũng không thể thực hiện được. Nhận thức được vai trò to lớn của cán bộ, mỗi cán bộ phải rèn phẩm chất, đạo đức, phong cách trong công tác, đặc biệt là trong các mối quan hệ. 20 năm trước, trong các bài giảng tại lớp huấn luyện chính trị ở Quảng Châu, sau in thành sách Đường Cách Mệnh năm 1927, nêu 23 điều tư cách một người cách mạng, Bác đặt ra 3 mối quan hệ: tự mình phải, đối người phải, làm việc phải. Nói chuyện với cán bộ tỉnh Thanh Hóa năm 1947, Bác nêu lên 5 mối quan hệ, nhưng cùng thống nhất với Đường Cách Mệnh 20 năm trước ở mối quan hệ đầu tiên là đối với mình. Điều này dễ hiểu, khó làm, nhưng phải làm, vì nếu không làm, không xuôi, thì các điều sau không lọt, không thể thực hiện. Mình đã tự mãn, tự túc, kiêu ngạo thì không thể tiến bộ, mà không tiến bộ thì thoái bộ, đã thoái bộ thì không thể giải quyết tốt các mối quan hệ sau. Đức tính thứ hai đối với đồng chí mình, cán bộ phải thân ái, không che đậy điều dở, học cái hay, sửa chữa cái dở, bỏ lối hiếu sanh, hiếu vị, không nên ghen ghét, đố kỵ. Đức tính thứ ba là đối với công việc, cán bộ phải nghĩ kỹ, có kế hoạch, cẩn thận nhưng không nhút nhát. Mỗi ngày, buổi sáng phải tự hỏi mình hôm nay làm gì, tối tự hỏi mình hôm nay đã làm gì. Đức tính thứ tư đối với nhân dân, cán bộ phải hiểu đoàn thể, đảng trong bí mật, làm việc cho dân, đảng mạnh hay yếu là ở dân. Dân nghe theo là đảng mạnh, phải học dân, hiểu tâm lý của dân, phải giải thích cho dân hiểu, tôn kính dân, phải làm gương thanh khiết cho dân theo, dân tin, dân phục. Đức tính thứ năm đối với đoàn thể, cán bộ phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của đảng, trung thành với đảng, phải hết sức làm việc và dám hy sinh tính mạng, lợi quyền vì đảng, phải giữ danh giá của đảng, không được báo cáo láo, làm được một việc thì phóng đại, thất bại thì giấu đi. Đảng mạnh không có nghĩa chỉ có cái tốt, mà phải hiểu cái tốt ngày càng phát triển, cái dở ngày càng bớt đi. Cái tốt đưa ra mọi người cùng học, cái dở đưa ra để mọi người biết mà tránh. Trong suốt hơn 22 năm sau bài nói chuyện, năm 1947, năm 1969, Bác Hồ đã rèn luyện được một đội ngũ cán bộ, trong đó có nhiều cán bộ ở Thanh Hóa, tận trung với nước, tận hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Đội ngũ cán bộ đó thực sự đã làm cho dân tin, dân phục, dân yêu. Trong đổi mới, Đảng ta coi cán bộ là gốc của mọi công việc. Đại hội 13 xác định công tác cán bộ là then chốt của then chốt, là một bài học đưa lại thành tựu to lớn trong đổi mới. Điều đó chứng tỏ giá trị bài nói của Bác ở Thanh Hóa mang sức sống và giá trị trường tồn, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta giành thắng lợi. Chính trị là đoàn kết và thanh khiết từ to đến nhỏ. Cùng ngày 20 tháng 2, Bác có bài nói chuyện với các đại biểu thân sĩ trí thức Phú Hào, tỉnh Thanh Hóa. Bài nói bàn về công việc kháng chiến khi nước ta có chiến tranh nhưng vẫn nguyên một sinh khí mới, sức sống mới và tính thời sự nóng hổi. Cái mới, cái sinh khí đó chính là Bác nói tới việc kiến thiết của Thanh Hóa thành một tỉnh kiểu mẫu
về tất cả các mặt chính trị, kinh tế, quân sự. Tỉnh Thanh Hóa kiểu mẫu là tấm gương cho cả nước kiểu mẫu, thể hiện gạch nối từ người kiểu mẫu, nhà kiểu mẫu, làng kiểu mẫu, huyện kiểu mẫu đến nước kiểu mẫu. Nước kiểu mẫu thì thế giới biết nước ta đáng được độc lập, dân tộc tự do, kháng chiến thắng lợi. 75 năm trước và hiện nay, nói đến nông thôn mới, kiểu mẫu, tỉnh kiểu mẫu ai cũng muốn, nhưng không phải muốn là được. Bác Hồ là một kiểu mẫu về phong cách, một nhà lãnh đạo biện chứng, kết hợp chặt chẽ lý luận và thực tiễn, nói đi đôi với làm, xây đi đôi với chống, đặc biệt là nêu gương. Bác hoàn toàn tán thành Thanh Hóa trong phá hoại, kháng chiến, muốn kiến thiết thành một tỉnh kiểu mẫu. Vì kiến thiết và phá hoại, kháng chiến tác động qua lại, muốn kiến thiết phải phá hoại, nhưng trước hết phải phá hoại để đấu tranh thắng lợi, rồi mới kiến thiết. Trước hết phải có niềm tin nhất định làm được, chưa làm đã mất niềm tin thì thất bại. Tin rồi thì phải làm, sắn tay áo làm thì phải nghĩ, kế hoạch thiết thực, điều khiển, phân phối, sắp đặt từng bước việc dễ đến việc khó, tầm nhìn xa, đặc biệt chuẩn bị cán bộ khi người già, chúng ta già thì chết. Tin phải trên cơ sở khoa học và thực tiễn không mù quáng. Thanh Hóa có tiếng văn vật người đông, đất rộng, của nhiều, đó là một cơ sở vững chắc, quan trọng để kiến thiết, không phải tỉnh nào cũng có được. Nhưng không phải cứ văn vật đất rộng, người đông, nhiều của là thành kiểu mẫu, say xưa ngủ quên trên quá khứ là phải trả giá đắt. Điều quan trọng là phải biết cái gì mình làm tốt, cái gì chưa tốt để khắc phục. Bác đặt nhiệm vụ của ngành văn hóa lên hàng đầu, thể hiện tầm nhìn, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa lãnh đạo quốc dân để thực hiện độc lập, tự cường, tự chủ. Văn hóa không phải chỉ là biết chữ, mà còn phải học đạo đức, phổ thông chính trị, học thì hành được, chuẩn bị cán bộ, tức là phải làm cho nước ta trở thành một nước văn minh. Về chính trị hành chính, bác chỉ ra hai mấu chốt của chính trị là đoàn kết và thanh khiết. Nhận thức này tỏ rõ chính kiến, diện mạo của bác, mang tinh thần Marxist nhưng rất Hồ Chí Minh. Đoàn kết là sức mạnh vô địch để thắng quân địch, giành độc lập, thống nhất, phải bỏ thù riêng để trả thù chung, chia rẽ là bất lợi. Một điểm bác nhấn mạnh ngay từ sau khi cách mạng thành công, được khẳng định lại ở Thanh Hóa, đó là chính phủ là đầy tớ của dân, làm việc dưới chế độ mới, dân chủ cộng hòa, không phải để thăng quan, phát tài. Nếu chính phủ làm hại dân, thì dân có quyền đuổi chính phủ. Luận điểm đó không phải là chuyện riêng của Thanh Hóa, mà chung cho cả nước từ 75 năm trước đến tận hôm nay. Gắn liền với chính phủ, chủ tịch, toàn quốc đến làng là đầy tớ của dân, thì dân là chủ. Bác phê bình loại cán bộ làm quan cách mạng, chợ đỏ, chợ đen, khinh dân, mưu vinh thân phì ra. Tầm nhìn xa trông rộng, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, đạo đức của bác. Ở chỗ 75 năm trước, người nói với chúng ta sự hư hỏng của cán bộ hôm nay. Trong các nghị quyết xây dựng, chỉnh đốn đảng, đảng ta nói về một bộ phận không nhỏ, cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Nhiệm vụ về kinh tế Thanh Hóa phải thực hiện để thành tỉnh kiểu mẫu từ 75 năm trước cũng chính là chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Chính phủ hiện nay, đó là đem tài dân, sức dân, của dân, làm lợi cho dân. Bác khởi xướng sự nghiệp xóa đói, giảm nghèo, tăng giàu khi nhấn mạnh nghèo trở nên đủ, đủ trở nên giàu, giàu thì giàu thêm. Người còn nhấn mạnh thêm mục đích của Thanh Hóa kiểu mẫu là người nào cũng biết chữ, đoàn kết và yêu nước. Một lời dặn của bác chứa đựng tinh thần, tương thân, tương ái, thương người như thể thương thân, lá lành đùm lá rách, mà hiện nay đang trở thành một biểu tượng sáng ngời trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19. Người nói Thanh Hóa hậu phương có ăn có mặc thì đừng để đồng bào tản cư đói rét. Mong đồng bào Thanh Hóa ủng hộ, giúp đỡ đồng bào tản cư, tức là giúp đỡ kháng chiến. Trong phần kết luận cuối bài nói, bác kêu gọi đồng bào trong tỉnh sắn tay áo làm đi, lần sau về đây tôi sẽ thấy mỗi người là một người kiểu mẫu. Khoảng 4 đến 5 giờ chiều ngày 20 tháng 2 năm 1947, bác rời Thanh Hóa về đồn điền Chi Nê và nghỉ qua đêm tại đây. Ngày 21 tháng 2 và sau đó, người viết thư gửi đồng bào thiểu số Thanh Hóa và bài Thanh Hóa kiểu mẫu. Thanh Hóa là số ít trong các tỉnh vinh dự được đón nhận nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2030.
tầm nhìn đến năm 2045. Theo tinh thần của nghị quyết, Thanh Hóa phải phát triển thành tỉnh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, tỉnh phát triển toàn diện, trở thành một cực tăng trưởng mới cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh, tạo thành tứ giác phát triển, trở thành cửu mẫu của cả nước. Làm theo lời Bác dặn, Thanh Hóa phải chú trọng xây dựng, phát triển văn hóa, con người, khơi dậy, phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của vùng đất văn vật, thanh khiết từ to đến nhỏ, đặc biệt làm tốt công tác xây dựng đảng về cán bộ, xây dựng chính quyền thật sự là công bộc của dân, phát huy vai trò của dân, lấy dân làm gốc, đem tài dân, sức dân, của dân, quyền dân, lòng dân, làm lợi cho dân. Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, không nằm trên giấy, không là khẩu hiệu, mà phải thật sự thì dân mới tin, phục và yêu. Phải quán triệt tinh thần đoàn kết là sức mạnh vô địch, được dân đồng lòng ủng hộ. Việc gì cũng làm được, dân chúng không ủng hộ, việc gì làm cũng không nên. Thanh Hóa phải là kiểu mẫu của quyết tâm, đồng tâm, tín tâm. Trên cơ sở phát huy nội lực, kết hợp ngoại lực, Đảng bộ và nhân dân Thanh Hóa phải suy nghĩ, trăn trở, tìm tòi để có được giá trị Thanh trong đổi mới. Phải có niềm tin nhất định đến năm 2045, Thanh Hóa là tỉnh giàu đẹp, văn minh và hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả nước. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 2 đến nay, phường Xuân Lâm ghi nhận 35 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường đã thẩm định và thực hiện cách ly điều trị tại nhà 20 trường hợp dương tính, đủ điều kiện. Các trường hợp còn lại thực hiện cách ly điều trị tại các khu điều trị của thị xã. Đồng thời, Ban chỉ đạo phường tăng cường công tác truy vết các trường hợp có liên quan để thực hiện cách ly theo quy định. Để tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 phường tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp, nhất là thực hiện nghiêm nghị quyết 128 ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ, quyết định số 4399 ngày 5 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục tăng cường tuyên truyền người dân thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, tự giác khai báo y tế và thực hiện các quy định phòng chống dịch. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm thiêng liêng, vừa là niềm tự hào của mỗi công dân đối với Tổ quốc, trong thời chiến cũng như trong thời bình. Phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, hàng năm vào mỗi dịp đầu xuân, thanh niên thị xã Nghi Sơn lại tiếp bước cha anh, sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ tiễn đưa tân binh năm 2022 được tổ chức trọng thể tại sân vận động thị xã vào sáng ngày 16 tháng 2 năm 2022, tức ngày 16 tháng Giêng năm Nhâm Dần. Buổi lễ được tổ chức trong điều kiện toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang phấn đấu thực hiện nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt trong tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên lễ giao nhận quân được tổ chức trong thời gian ngắn, không quá 25 phút. Vì vậy, các gia đình có tân binh lên đường nhập ngũ năm 2022 không tham gia tiễn chân con em mình tại lễ giao nhận quân được tổ chức vào ngày 16 tháng 2 năm 2022, từ đó góp phần đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.